hai vừa rồi khi mà cả hai bên bắt đầu lựa chọn một vài những cái vị tướng xạ thủ được để hở ra như là Lucien hay là Jerry ở ván đấu thực ra ván đấu thứ nhất thì cũng tương tự là như vậy. Và để xem rằng là bây giờ thì câu chuyện giữa Envy và Jigu sẽ là như thế nào. Có lẽ rằng là ở trên bàn cấm thì cũng sẽ là những gương mặt quen thuộc mà thôi. Chúng ta sẽ có V, Smolder, Senna, Kalista. Những lượt cấm đang không thay đổi nhiều lắm. Đây đều là những vị tướng đã bị cấm ở trong hai ván đấu trước. Nhưng mà ở ván đấu thứ nhất á, thì bên phía của Nông Sim họ không cấm Senna. Bên phía đội 2, mà cuối cùng thì bên phía của Brion cũng không chọn. Tôi nghĩ rằng trong tình huống hiện tại, việc đánh Senna đường dưới sẽ tốt cho bên phía của Brion. Nó sẽ hạn chế bớt khả năng phạm sai lầm đến từ Gideon và Envy nói chung. Vận hành một đội hình cánh trên đánh xoay quanh một con đấu sĩ của Morgan thì dễ chơi hơn. Để xem những cái lượt cấm thứ ba của bên phía Nông Sim sẽ là gì đây. Chúng ta vẫn còn đó là Henna, Vi thì đã bị cấm rồi. Chúng ta sẽ không có Rell trong trận đấu này. Vẫn còn đó cả Kalista nữa. Và những sự lựa chọn power pick vẫn còn đang được để hở ra. Và tất nhiên là Nông Sim họ sẽ phải cân nhắc rồi. Nếu như mà đối phương có thể lấy về những con bài như vậy thì họ sẽ phải có những cái đối sách. Và Renekton mới là con tướng bị cấm đi chứ không phải là những con tướng mà tôi vừa liệt kê. Sợ. Họ biết rằng trong những thời khắc ngặt nghèo nhất thì Rion có thể phất phít con rẽ tông luôn đó. Cho nên là họ cấm luôn. Rồi, Kalista đường dưới một lần nữa cho Envy ở trong ván đấu này. Còn bên phía của Nông Sim sẽ có điều chỉnh trong cái kèo đấu này. Yu đang suy nghĩ về Lucien Nami bên phía đội 2 và anh ta sẽ có được nó. Sejuani đang được để hở ra và bên phía của CLV cũng rất nhanh chóng là sẽ khóa lại vị tướng này luôn. Đây cũng sẽ là một cái con bài giúp cho cái khả năng giao tranh cũng như là cái khả năng kiểm soát của bên phía Nông Sim Medford họ cũng sẽ làm tốt hơn một chút xíu. Và để xem là quan trọng là những cái bước di chuyển của CLV là như thế nào. Ở trong cái ván thi đấu thứ hai vừa rồi thì phải khẳng định một điều rằng là CLV di chuyển rất là hay. Mặc dù anh ta cũng gặp một vài những cái bất lợi trong những tình huống ganh sớm. Sau đó thì đã có những cái pha xử lý giao tranh vô cùng là tuyệt vời để giúp cho các khu vực đường có được lợi thế. Còn Kalista và Renata sẽ là cặp đôi quen thuộc tới từ bên phía của OK Brion. Tôi đồng ý, nhìn chung ở trong cặp BO3 này thì hai ván đấu CV đang là người chơi tốt hơn so với lại Gideon. Thật sự là như vậy, mặc dù cũng đã có ván thắng dành cho Brion, nhưng nhìn chung công lớn ở trong ván thắng đó nó không thuộc về người đi rừng của họ. Thì để cải thiện được cái thế trận của bên phía Brion, họ cần phải có một Gideon đánh tốt. Trong ván đấu này thì anh ta sẽ không đánh như con tướng yêu cầu phải làm quá nhiều nữa. Maokai thì nhiệm vụ là kiểm soát mục tiêu, hỗ trợ đồng đội trong những pha giao tranh. Và chỉ cần anh ta có mặt đúng nơi đúng chỗ là được. Xác định đúng cái thế lính là một điều rất là quan trọng. Tại vì nhìn chung thì việc mà Maokai găng trước cấp 6 nó cũng khó. Và ngay cả là sau 6 bạn cũng không dễ dàng để tổ chức những pha găng. Nhưng nếu có những tình huống ở đúng chỗ để phản công chẳng hạn, đối phương tràn vào bạn thả cây từ trong bụi ra và giúp đồng đội của mình bật ngược lại thì nó sẽ rất là tốt dành cho Brion. Hy vọng rằng Gideon có thể làm được điều đó. Nó sẽ đơn giản hơn là đánh một con tướng gank. Cái khả năng gank chớp nhoáng của Maokai thì thật ra là cũng có, nhưng mà anh ta sẽ buộc phải sử dụng cho mình cái cú tốc biến cơ. Dù sao thì cái tốc độ di chuyển của con Maokai này thì nó cũng khá là lù đù, nó không thực sự là quá là nhanh và nó không có khả năng tiếp cận theo dạng như là kiểu tàng hình như là Viego chẳng hạn. Thì đó là cái chiến thuật ở bên phía của Gideon sẽ cần phải để ý tới. Còn chúng ta bước sang cái phase cấm thứ hai thì cả hai đội tuyển đều đang nhắm vào khu vực đường giữa. Cái lượt lựa chọn của cả Brion cũng như là Nông Sim ở trong cái phase 1 thì đều là ở vị trí đi rừng cũng như là ở vị trí xạ thủ hỗ trợ. Bây giờ quan trọng là hai bên họ đang hướng cái sự quan tâm của mình vào đâu. Bên phía của Nông Sim họ sẽ có một sự lựa chọn trước và nhiều khả năng đó cũng sẽ là cái vị tướng ở khu vực đường giữa. Vậy nên là bên phía của OK Brion họ đang bắt đầu tước đi dần một vài những cái bể tướng của Konmi. Corki, Udyr là hai lực cấm cuối của Nông Sim Red Fox. Bên phía bên này thì Brion cấm đi Talia. Họ trong ván đấu thứ nhất thì họ cũng cấm thêm con Ahri nữa để hạn chế bớt một phần nào đó cái khả năng tạo đột biến đến từ người chơi đường giữa của đối phương là Konmi. Karis đang trao đổi những thông tin cuối cùng với ban huấn luyện của mình trước khi Brion đưa ra lực cấm. Đó là Orianna, hai pháp sư đường giữa được cấm ở trong loạt thi đấu, xin lỗi, loạt cấm thứ hai của bên phía Brion. Rồi bây giờ là tới câu chuyện đường đơn. Gideon sẽ đánh phòng ngự ở trong ván đấu quyết định này với lựa chọn Sate. Đây là một sự chọn hợp lý thôi.
mà để cho Conmi là người được lựa chọn cuối cùng, bởi vì có vẻ như là cả Brion và Dongshim đều đang khá quan tâm tới khu vực đường giữa và đang có cơ hội để có thể lấy về Ari dành cho mình. Tuy nhiên thì khi đã có được cho mình nguồn sát thương phép ổn định rồi thì bên phía của Karis đang tính tới Tristana và Morgan sẽ tiếp tục được ưu ái với Aatrox ở trong trận đấu này. Kèo này bình thường thôi, kèo này thì chúng ta cũng đã thấy rất là nhiều rồi. Aatrox sẽ có lợi thế giai đoạn đầu. Và phần nào đó là ngay cả những tình huống đẩy cánh 1-1 giai đoạn sau thì anh ta cũng không bị gặp khó khăn trước Sante. Nhưng mà sức mạnh của cả hai sẽ được kiểm chứng thật sự khi bước vào những pha giao tranh lớn. Và Karis cũng sẽ cầm khẩu súng lên để... Ok, Brion có 3 mũi nhọn, họ không phụ thuộc 100% về mặt sát thương và Morgan, mà cả 3 đường của họ đều có khả năng carry. Nhưng mà thật ra là cái câu chuyện nó sẽ được đưa về cái giai đoạn đi đường nhá. Bởi vì là chúng ta thấy rằng là ở trong cái ván thi đấu thứ hai là một cái ván thi đấu mặc dù là giai đoạn đi đường của họ không thực sự quá tệ, nhưng mà chính vì cái không quá tệ đó mà họ không thể đè nén được Jerry và Lulu bên phía bên kia. Cố gắng để có thể tìm kiếm được những cái lợi thế ở giai đoạn giữa trận thì cũng không thành công, bởi vì cái sức sát thương của Jerry và Lulu là quá nhiều. Vậy nên là bên phía của Brion họ sẽ cần phải rất là lưu ý về cả giai đoạn đi đường cho tới cả cái giai đoạn giao tranh nữa, để xem liệu rằng là nếu như mà Karis và Envy mà lại một lần nữa bị quan tâm như là ở những cái ván thi đấu trước thì e rằng là cái trách nhiệm nó lại bị đặt lên vai của Morgan mà thôi. Đúng vậy. Nhưng mà ít nhất thì tôi nghĩ rằng nó sẽ có một cái điều tốt dành cho bên phía của Brion là với những con tướng này thì nó sẽ đảm bảo rằng trong trường hợp mà Morgan lỡ mà bị đau lưng quá không đánh tốt trong ván đấu quyết định thì Karis với lại Envy có thể đảm nhận về mặt sát thương. Bởi vì nếu như trong một số tình huống khác, nếu như bạn chọn những con tướng mà không có khả năng carry và đặt hết mọi niềm tin vào Morgan thì nó cũng dễ bị đối phương bắt bài. Giờ đây thì bên phía của Brion họ sẽ có 3 lựa chọn ở 3 cảnh để cho Gidon có thể hỗ trợ. Trong khi đó thì bên phía của Dongshim họ sẽ nỗ lực để hướng tới trận thắng thứ 3 của mình ở mùa giải này, cân bằng được số trận thắng với lại chính đối thủ Brion. Và thậm chí rằng là bên phía của Dongshim Reforce họ cũng đưa ra một cái sự lựa chọn là họ cũng ưu tiên cái giai đoạn đi đường của mình với Jace được pick tới từ Conmi cùng với cặp đôi đường dưới là Lucien và Nami. Và vâng ạ, thưa các bạn khán giả thân mến, chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm ra câu trả lời cho câu hỏi rằng đội tuyển nào sẽ giành chiến thắng trong cặp BO3 này giữa Brion và Dongshim Reforce trong khuôn khổ LCK mùa xuân 2024 đang được phát sóng trên LCK tiếng Việt, bản quyền thuộc về Box Sports. Hy vọng rằng các bạn khán giả sẽ tiếp tục để lại cho chúng tôi những cái tình cảm như là like, follow, subscribe cho các nền tảng phát sóng trực tiếp của chúng tôi. Và rồi, chúng ta sẽ cùng nhau tới với những cái diễn biến đầu tiên của ván thi đấu thứ 3 này, ván thi đấu để chốt sổ cặp BO3 đầu tiên ngày hôm nay. Gideon sẽ sử dụng một vị tướng, đây là lần đầu tiên trong cặp BO3 ngày hôm nay. Anh ta đánh một con tướng mang tính chất hỗ trợ đồng đội ở hai vai nấu trước là Viego và Xin Zhao. Với phong độ hiện tại thì đánh với con tướng đó nó không thực sự đảm bảo được độ an toàn quá cao. Gideon đã quay trở lại với một lựa chọn dễ vận hành hơn, đó là Maokai, để nhường chỗ cho một đội hình 3 mũi nhọn với Morgan Aatrox, Karis, Tristana và Kalista trong tay của Envy. Trong khi đó phía bên kia thì đội hình của Dongshim sẽ đa phần là sát thương vật lý với Jay đường giữa với lại Lucien đường dưới. Họ không cần có một cái lựa chọn cân bằng về mặt sát thương phép nào cả, tại vì họ cũng đã nhận thấy đội hình của Brion không có chống chịu thuần. Con Maokai này thì với việc là đi rừng cũng chỉ dừng lại tầm 2 trang bị là cùng, thì không cần sát thương phép quá nhiều. Rồi, Morgan đang rất là tự tin tiến vào để có thể gây sức ép lên người của DNDN cũng như là Sylvie. Và cái khả năng hồi phục cũng sẽ có thể giúp cho Morgan tiếp tục trụ đường được. Và chỉ có thể tác động được vào DNDN thôi chứ không gây sức ép lên Sylvie được. Sylvie vẫn sẽ có thể có được một cái vòng rừng khá là thoải mái sau khi ăn xong cho mình con bùa đỏ ở khu vực nửa dưới của bản đồ. Đây sẽ là một cái hình ảnh quen thuộc. Tất nhiên là với Lucien Nami, bạn sẽ có một cái yêu cầu tiên quyết là cần phải có được một cái giai đoạn đi đường thắng và để có thể gây sức ép và để có giai đoạn giữa trận đấu nó ổn định hơn. Tuy nhiên thì ở những cấp độ đầu tiên, Kalista và Renata với cái sải tay tốt hơn, với những tình huống cấu rỉa tạo giáp khó chịu hơn, chắc chắn sẽ là người duy trì được cái nhịp đẩy. Rõ ràng Lucien Nami không mạnh ở cấp độ 1. Họ cấu máu từ xa thì tốt thôi chứ họ giao tranh thẳng mặt Odin thì chắc chắn là không. Do đó họ bắt buộc phải nhường sân khấu và đường dưới cho Envy và lại Blue trong khoảng thời gian ban đầu này để coi là Sylvie có thể xuống hỗ trợ sớm hay không. Vừa rồi thì DNDN và Morgan đều đã sử dụng phép hỗ trợ của mình ở khu vực cánh trên. Đây là một cái kèo rất là căng thẳng đến từ hai người chơi đường trên của hai đội khi mà cái tần suất lao vào nhau của họ là khá cao. Bên phía của cả Morgan cũng như là DNDN thì đều muốn có cho mình được cái lợi thế ở giai đoạn đi đường. Vậy nên là họ đang muốn cố gắng để có thể lấy máu của đối phương.
trong cái tình huống này thì sẽ là nhịp đi vào trước tới từ Polo và MV. Vậy nên Gideon đang rất tự tin để có thể gây sức ép lên CLV. Vẫn còn đang đứng lại ở đây, đang không có mắt để có thể cắm ra, nhưng vẫn sẽ có cái chồi non để kiểm soát được lượng tầm nhìn. Lính đang chuẩn bị đẩy vào cái trụ một đường dưới rồi. Vậy nên là MV của mấy cả Polo sẽ sớm di chuyển ra được mà thôi. Còn ở đường giữa cũng có một tình huống trao đổi thức rất là khốc liệt nổ ra. Vừa rồi thì đã là tình huống tấn công từ Gideon, nhưng mà anh ta vẫn chưa thể giải quyết xong combo xanh. Nhưng mà khi mà đường dưới của anh ta đi vào thì đã đẩy được CV ra, sẽ là những lợi thế dành cho bên phía của Brion. Đường giữa Karius cũng đang làm tốt. Colmy, cái tình huống mà chúng ta vừa thấy hồi nãy là cầu sống của Cẩm Gia Tốc đã đi vào khoảng không, cho nên anh ta hết năng lượng, máu trao đổi cũng không lời hơn. Và Karius có được ưu thế để có thể đẩy cao ở khu vực đường dưới. Đường dưới đẩy, đường giữa đẩy, đường trên cũng đẩy. Mọi thứ đang rất là thoải mái dành cho Gideon để có thể vận hành. Đây rồi, Gideon tiến lên nửa trên của bản đồ và phát hiện ra CLV đang ở đây. Morgan đang bị đánh tương đối là đau, Morgan sẽ có khả năng hồi phục trong cái pha này. Hồi phục tương đối tốt, né rất là ảo diệu. Giữ chân thành công CLV lại, bây giờ là lao vào tới từ Gideon. Nhưng mà ngay Morgan nằm xuống trước, điểm chiến công dành cho Dien. Hơi chậm, Gideon đã chạy lên khu vực cánh trên hơi chậm. Mặc dù là đột kích băng giá của CLV nó đã hụt, nhưng mà cái góc về của Morgan đã bị khép lại và đối phương cũng đã khai thác được việc anh ta không có tốc biến. Gideon đã chậm khoảng chừng vài bước chân ở trong pha hộ giá đó, khiến cho Morgan phải nằm xuống. Hơi đáng tiếc một chút từ bên phía của Brion. Đó là một cái pha mà Gideon ban đầu anh ta nghĩ rằng là anh ta sẽ ăn con cua trước cơ. Nhưng mà sau đó thì cảm thấy rằng là cái thế lính nó đang khá là xấu, nên là quyết định là di chuyển lên để có thể bảo kê. Và vì vậy nên đã bị chậm mất rồi. Và cái khu vực đường đang duy trì được một cái áp lực đẩy tới từ bên phía của Brion sẽ bị giảm nhịp lại. Bởi vì điểm chiến công này, ui, tốc biến lên bắt tay tới từ Polo nhưng không thành công. Wow. Bởi vì đã có một pha di chuyển về rất hay. Và ui, solo kill. Solo kill tới từ Karius ở khu vực đường giữa. Đây rồi, đây rồi, đây rồi. Có người phải thay việc cho Morgan gánh vác bớt đi chứ. Lâu lâu cho nghỉ, nay là ngày nghỉ thôi, gánh hai ván được rồi. Gánh hai ván là được rồi, hãy những thành viên còn lại của Brion hãy đứng dậy để là đây, hỗ trợ một phần công việc chứ. Đường dưới cũng đang đánh tốt nha. Gác rất là nhiều về mặt chỉ số lính. Để xem nào. Liệu rằng là bên phía của Gideon có thể kiểm soát được mục tiêu nào đó hay không? Đây là cái mà tôi đang rất là quan tâm, bởi vì họ đang có đường thắng mà. Họ đang có các khu vực đường thắng. Họ sẽ cần phải tìm kiếm một vài những cái lượng tài nguyên đầu tiên ở trên bản đồ. Chúng ta sẽ có hai thứ là rồng cùng với cả sâu hư không. Tuy nhiên thì Gideon chỉ ăn được cho mình có một con thôi. Sau đó anh ta quyết định sẽ rút về luôn, không nhấn lên thêm nữa. Có lẽ là cái lượng tài nguyên đang hơi bị thiếu hụt một chút, khiến cho Gideon cảm thấy rằng là anh ta hơi lo lắng. Còn đây là một cái pha đổi tốc hành lấy tốc biến ở đầu game. Và rồi sau đó thì chúng ta sẽ được xem lại cái pha này. Một pha lao vào hụt tới từ CLV, nhưng mà vẫn tích đủ stack nội tại để có thể giữ chân Morgan lại. Pha đó nếu mà tốc biến ôm vào CLV thì có an toàn hơn không ta? Tôi nghĩ pha đó tốc biến ôm CLV đúng hơn, đúng không? Mà thôi, pha đó thì đằng nào Morgan mới nằm xuống rồi. Tạm thời bỏ qua, không phân tích sâu quá. Mà hãy quay trở lại với một cái thực tế là bên phía của Brion hiện tại ba đường của họ đang đánh tốt. Mặc dù phải nằm xuống một lần, nhưng cái thế lính đường trên vẫn sẽ đem lại cho Morgan một cái lượng chỉ số lính không hề thua kém so với lại DNDN. Đường giữa họ có một pha solo kill của Karius. Thì nếu như kiểm soát được con rồng này, Karius đánh rất chiến, nhảy thẳng vào BK và lại Colmy, đẩy Colmy ra, nhưng sát thương dứt điểm chưa đủ, anh ta nhảy về. Có lẽ là cũng không cần sát thương dứt điểm đâu, bởi vì là những gì mà Karius muốn là khiến cho CLV phải bận rộn để Gideon có thể thoải mái ăn rồng, và sẽ là mục tiêu dành cho bên phía của Gideon mà thôi. Họ đang có cho mình một người chơi đi rừng thi đấu tương đối là năng nổ và chăm chỉ, và đang có được những cái thành quả nhất định ở trong những cái phút thi đấu vừa qua. Điểm hạ gục thì đang ngang bằng nhau, nhưng với rồng đầu tiên này thì tiếp tục sẽ là những sức ép sẽ dồn xuống khu vực cánh dưới để tạo thêm những cái lợi thế dành cho Envy và Polo. Mọi thứ đang ổn cho bên phía của Brion. Bây giờ những gì mà họ cần phải làm là làm đúng những gì mà họ đang làm nãy giờ để có thể đảm bảo, thứ nhất là về mặt rồng. Việc không cần lên khu vực đường trên cũng là điều tôi nghĩ rằng Gideon đang suy nghĩ về chuyện là ăn tiếp những con sâu này. Anh ta đã có con sâu đầu tiên, nếu mà trống thời gian thì thôi cứ ăn tiếp những con sâu khác cũng được, bởi vì đường giữa cũng đang có lợi mà. Colmy không có dịch chuyển nha, nếu như pha này đánh nhau họ phải chú ý, họ sẽ lỗ đường giữa. Gideon lui về, quyết định chính xác. Không cần phải quá mạo hiểm để làm gì cả, dù sao thì các thành viên bên phía của Brion này họ đang có được một cái ưu thế rồi, cũng đã có được một cái lượng kinh tế tổng là đỉnh hơn một chút so với cả nông sinh Redbox bên phía bên kia rồi. Để mất mạng trong khoảng thời gian này sẽ rất mạo hiểm và Jibu có thể sẽ gặp nguy hiểm trong ba đen, và đó là phá outplay. Outplay cú truy cùng diệt tận tới từ Polo và lấy ngay cái thanh tẩy của Jibu, mặc dù là trước đó
cái thủy ngục của Peter chính xác. Nông Sim đang rất cần sự hỗ trợ đến từ Sylvie cho các đường, tại vì hiện tại có vẻ như các đường của họ đều đang mất tinh thần trước đối phương. Còn bên phía của Brion lại đang rất là thăng hoa. Họ bắt Jiwoo, họ vẫn đang truy đuổi. Envy là người có được điểm hạ gục, Peter là người thoát về đường. Nhưng thực sự là một ván đấu mà các đường của Brion đã đứng dậy. Buộc phải đứng dậy thôi. Và Karis rất tự tin thêm một lần nữa. Anh ta đã có cho mình bó tên ánh sáng rồi. Và anh ta vẫn đang có cho mình cả cái kiếm Doran mua được từ ở đầu trận. Vậy nên là cái khả năng gây sát thương từ Trishna sẽ rất là nhiều. Trong khi đó thì đối với cả Jace của Konmi có đao hung tàn, nhưng với cái tốc độ thăng tiến sức mạnh nhờ qua cái giọt nước mắt nữ thần thì cũng sẽ không hề dễ để cho ở thời điểm hiện tại Konmi gây sát thương. Và Karis hiểu điều đó, Karis phải liên tiếp gây sức ép để anh ta có thể dễ dàng đẩy đường hơn, anh ta có thể dễ dàng di chuyển và hỗ trợ đồng đội nhiều hơn. Liệu có thêm một pha solo kill nào nữa đến từ Karis hay không đây? Nhìn là thấy giống lắm đó, tại vì anh ta đang rất là tự tin. Sylvie nãy giờ anh ta đang gặp khó khăn, tại vì ba đường đều gặp khó. Anh ta hỗ trợ được một đường là cánh trên thì cánh dưới thua, cho nên là anh ta đang bị hơi lạc lối một tí. Nhưng mà thấy đường nào của bên phía Brion cũng khỏe cả. Đây là một cái tình huống xử lý rất hay ở khu vực nửa dưới bản đồ từ bên phía và Envy và Polu. Chúng ta vừa được xem lại một cái pha căn thời gian, căn kinh nghiệm lên cấp 6 từ Envy rất là chính xác. Cũng chưa cần cấp 6 từ Polu. Và ở đường trên giao tranh nổ ra rồi, Morgan kích hoạt được chinh phục. Có thể sẽ giữ chân DND được lại trong pha này, không được. Nhưng mà lượng máu của DND nó mất là rất nhiều, và đây là cơ hội để đẩy vào từ người chơi đường trên của phía Brion. Tuy nhiên thì có dịch chuyển từ DND, có lẽ rằng là vẫn sẽ phòng ngự được cái lớp giáp trụ mà thôi. Anh ta sẽ phải quay trở lại đường trên ngay lập tức, tại vì đợt lính này khá là lớn và anh ta cũng không thể bỏ không cho Morgan có được lớp giáp trụ. Đợt lính tràn trụ, Morgan lui về phía sau một nhịp. Trong khi đó ở khu vực cánh dưới, Karis anh ta thậm chí bắn cận chiến với lại Sylvie, nhảy thẳng vào trước mặt Sylvie với sự tự tin của mình. Thực sự là một Karis đang rất khác, một cánh dưới đang rất khác của Brion. Cầu sấm không trúng mới là điều đáng lo dành cho Konmi đây. Bây giờ thì sau khi mà clear được một vài những con lính thì Karis chắc chắn sẽ lại tìm kiếm cái cơ hội để có thể nhảy lên mà thôi. Bởi vì là Sejuani đã mất máu và phải lui về rồi. Konmi mất quá nhiều máu và buộc sẽ phải đẩy Karis ra để rút lui. Konmi bị cổng rồi. Karis hiện tại áp lực quá, nó khiến những pha xử lý của Konmi không còn có độ chính xác nữa. Di Đông cũng có được sự tự tin để CV về phía đồng đội của mình. Họ bắt tay cũng thành công luôn. Envy có mạng thứ hai. Đã không còn là liên minh huyền thoại đơn nam nữa. Ván 3 quyết định của Brion là đánh game 5 người. Đây là bộ môn tập thể. Và Brion họ đang minh chứng điều nó một cách vô cùng rõ nét bằng cái màn trình diễn vô cùng xuất sắc ở tất cả 5 vị trí luôn, chứ không phải riêng gì ai cả. Mặc dù là Morgan đã phải nằm xuống cái mạng đầu tiên, nhưng thi đấu như thế này cũng là khá vừa phải thôi. Bởi vì như thế này là tròn bài rồi, anh ta là người bị quan tâm. Anh ta vẫn đang có được một cái nhịp farm tốt. Anh ta cũng chỉ bị thua thiệt cỡ khoảng tầm đâu đó là từ 8 đến 10 chỉ số lính so với cả DNDN bên phía bên kia. Cũng không phải là một tín hiệu đáng báo động một chút nào cả. Thậm chí rằng là chúng ta vừa được thấy một cái pha giao lưu chiêu thức nhẹ nhẹ giữa Morgan cùng với cả DNDN, thì thậm chí Morgan còn người có lợi thế cơ. Chúng ta cùng xem lại pha xử lý của Brion khi mà bộ đôi đường dưới của họ và Gideon đã phối hợp với nhau cực kỳ tốt. Mặc dù đã mất tốc biến, thậm chí là có nguyên một cái hạt không nổ đó, nhưng với một cái lượng CC quá nhiều từ Gideon và Blue thì rừng của Nông Sim, Sylvie cũng không thể nào sống được. Chúng ta đang thấy một cái viễn cảnh tươi sáng hơn dành cho bên phía của Brion, nhưng mọi thứ nó vẫn không thể nào gọi là kết thúc ngay từ giai đoạn đi đường được. Bô la băng có được MP gọi hay không? Có, kéo Blue về rất đơn giản thôi. Sau đó là tạo giáp cho Envy rồi che hộ Envy một vài nhịp của cái thanh trừng đó. Và cặp đôi đường dưới của bên phía Brion họ sẽ tiếp tục an toàn mà thôi. Bây giờ thì Sylvie đang tiến ra khu vực đường giữa, nhưng Gideon đang ở ngay đây. Ôi, đã có cho mình lời thề rồi. Bây giờ là đảm bảo rằng là Karis sẽ gặp an toàn, sẽ nhận được tất cả những sự bảo kê cần thiết để anh ấy có thể thoải mái xả sát thương. DND đang rất nỗ lực để có thể tìm kiếm một đường thẳng cho Nông Sim. Thiên xích địa ngục của Morgan cũng đã hụt, nhưng cú Q3 thì lại trúng, và nó giúp cho anh ta hồi phục rất nhiều. DNDN thì mất máu rất nhiều. Trong khi đó thì Brion tổ chức một pha ăn rồng 4 người, họ sẽ có được nó. CV thấy rằng cũng không đủ khoảng trống để anh ta chạy lên ăn sâu nữa, cho nên anh ta cũng về luôn. Nhưng mà đây mới là ván hay này anh luôn này. Chúng ta có linh hồn rồng lửa ở trong trận đấu này. Một cái ván thi đấu mà chắc chắn rằng là cả hai bên buộc phải đánh cởi mở thôi.
Bởi vì bên Ferion họ đã có cho mình tới cái lợi thế là hai dòng rồi. Và nếu như tiếp tục duy trì cái áp lực ở đường dưới nó lớn như thế này thì cái ngưỡng để có thể đạt tới linh hồn rồng từ bên Ferion sẽ rất là nhanh. CUV sẽ chuẩn bị phải chuyển cái sự chú ý của mình xuống khu vực nửa dưới của bản đồ. Nhưng trước hết là làm cho mình được cái bầy sâu hư không đã, sẽ có 5 sâu hư không dành cho bên phía Đông Chim Red Force. Có thêm một lớp giáp trụ nữa cho Karis, còn ở đường dưới thì Gidon đã vào vị trí. Với việc là CUV đã lộ hình ở cánh trên, việc anh ta ăn sâu thì bên phía của Brion đã biết. Thì Brion đánh thẳng xuống khu vực cánh dưới. Những phản ứng về mặt chiến thuật rất tốt từ bên phía của Brion. Họ còn đang lợi một cái dịch chuyển nha. Nếu như có giao tranh ở khu vực đường dưới thì Morgan có thể có mặt, trong khi đó DNDN thì không. Cho nên bên phía của Brion đang cực kỳ tự tin để đứng trước mặt đối phương cạnh tranh vào khu vực góc này. Họ tấn công vào người của Sylvie, họ giữ Sylvie lại. Karis nhảy lên, bắt tay cũng đã thành công. Sylvie sẽ phải nằm xuống với sát thương cuối cùng của Karis. Brion đánh quá cháy. Hai xạ thủ của Brion thay nhau lên tiếng ở trong những tình huống vừa rồi. Và cái lớp giáp trụ ở khu vực đường dưới đang bị bóc rỡ gần hết rồi. Bây giờ Karis cứ bước lên thôi là Konmi phải lui về. Thậm chí ra anh ta còn không dám tung ra cầu sấm nữa. Bởi vì nếu như mà không có năng lượng thì làm sao mà trao đổi ngược trở lại được đây. Và đây là thanh trường mà người ấy che hộ Polu với Envy dính thủy ngục. Envy tốc biến bỏ chạy. Hơi thoát tim dành cho Brion. Và đã nhìn đúng anh Hot Team thật khi Envy rất là lạnh lùng nói là thôi bạn hỗ trợ, bạn cứ đứng đó đi, tôi không quên che bạn một phát thanh trường nào đâu. Sau đó bản thân Envy cũng dính một cái thủy ngục. Mà cuối cùng thì xạ thủ của Brion phải tốc biến để có thể thoát về. Hú team thật nhưng mà họ vẫn không mất mạng nào ở trong tình huống nguy hiểm vừa rồi. Chúng ta thì được xem lại tình huống giao tranh trước đó, khi mà một lần nữa Brion đã khai thác được vào Sylvie. Sylvie đang chơi cho mình Sejuani, mà đó là một cái vị tướng chống chịu rất là cứng cáp tới từ bên phía của Nongshim Red Fox. Tuy nhiên thì khi mà có tới hai nguồn sát thương nhồi vào cùng một lúc thì không dễ để cho Sylvie có thể dễ dàng che chắn được. Và ở trong cái trận đấu này thì bên cạnh Sylvie cùng với cả DNDN thì ba thành viên còn lại của Nongshim cũng không thực sự là cái mẫu tướng quá là dày máu nhá. Cũng không có được cái bộ kỹ năng có thể dễ dàng để có thể tự bảo kê bản thân mình nữa. Đặc biệt là Peter không giống như Polu là có cái cứu cánh. Vậy nên ông Sim cũng sẽ cần phải rất quan tâm tới cái vị trí đứng của mình. Hiện tại thì Brion đang rất là khỏe, hai xạ thủ của họ cực xanh, mỗi người có hai điểm hạ gục và có được những lớp giáp trụ, cho nên đã hoàn thành xong những trang bị rất là mạnh ở giai đoạn đầu này. Dễ dàng nhận thấy đó là lý do tại sao mà Brion cho tới thời điểm hiện tại cũng tiếp tục phải nhắc tới cái sự chơi tốt của Gideon. Họ đã có hai rồng, họ đã có sứ giả. Và họ chuẩn bị có thể dùng con sứ giả đó. Tôi nghĩ là không cần dùng quá sớm cũng được. Dùng trễ trễ một tí, đợi con rồng thứ ba ra thả sứ giả để lấy áp lực. Tiến tới con rồng bản lề thì ngon hơn là thả bây giờ. Tại vì trụ một đường giữa của đối phương cũng dễ lấy mà. Và trụ một đường dưới cũng chuẩn bị được bào đi rồi nữa. Bên phía của Nongshim thì họ có cho mình... À là 4 sâu, xin lỗi bạn, là 4 sâu chứ không phải là 5 sâu. Tuy nhiên thì cái khả năng tác động vào công trình của Nongshim thì gần như là bằng con số 0. Vậy nên là cũng không dễ để cho Nongshim có thể thực hiện hóa được cái sức mạnh của cái bầy sâu này. Trong khi đó Brion họ có hai xạ thủ. Với cái sải tay là tương đối tốt tới từ Tristana, họ đang rất dễ để có thể chuẩn bị lấy về cho mình công trình đầu tiên. Đó sẽ là cái trụ một ở khu vực đường dưới. Mở ra một cánh đẩy lẻ cực kỳ là mạnh dành cho Karis, giúp họ kiểm soát con rồng tốt hơn. Sylvie bị tấn công. Đó là một tình huống Bola bằng hàn vào thẳng người Envy. Envy có cứu cánh, Gideon mất coi nhau buộc phải lui về. Nhưng mà Envy nằm xuống mất rồi. Cứu cánh không cứu được Envy. Bây giờ Karis mới tới, nhưng Polu gặp nguy hiểm. Polu buộc phải tốc biến bỏ chạy, vẫn đang bị Konmi dí theo, phải có bắt tay để có thể về được. Một nhịp di chuyển hớ hênh từ bên phía của Brion. Nhưng mà tại sao họ đứng rình đối phương mà để cho xạ thủ dính một cái bola băng dễ như vậy? Karis, anh ta không đi vào bụi bởi vì trước đó Konmi cũng đã rời khỏi bụi rồi. Ba thành viên của Nongshim tổ chức một pha đẩy ở khu vực đường giữa. Karis nhảy thẳng tới một cách cực kỳ tự tin, đặt E lên đầu Konmi. Nhưng mà anh ta bắt buộc phải tốc biến thoát khỏi khi mà Peter đã tung ra một thủy ngục. À, đây rồi, đây đúng là Brion của chúng ta đây rồi. Tôi vừa mới nói rằng là cái khả năng tiếp cận trụ của Nongshim không tốt lắm thì ngay lập tức là họ có cho mình cái trụ đường giữa. Mà nó sẽ là một cái trụ rất quan trọng nhá. Và bên phía Brion họ buộc phải đưa ra lời đáp trả. Phản ứng của họ là gì? Phản ứng của họ là thả sứ giả ra khu vực đường giữa. Và người lái sẽ là Karis, chắc chắn là sẽ hút thành công vào cái trụ này rồi. Và sẽ là cái trụ thứ hai trên toàn bản đồ dành cho bên phía của Brion, để họ có thể dễ dàng hơn để tiến ra kiểm soát khu vực hang rồng. Ok, vậy thì cũng không phải là một cái pha đổi nó quá tệ cho lắm. Nhưng mà cái vấn đề là họ để cho Envy nằm xuống hơi vô duyên mà thôi. Đúng, pha đó là họ là những người đã chủ động đứng rình ở trong cái bụi đó. Nhưng mà chẳng ai, lẽ ra thì Blue nên là người đứng che. Tại vì dù có gì, điều gì xảy ra thì anh ta vẫn sẽ có được Envy rút về bằng định mệnh vây gọi. Nhưng nếu mà Envy là người bị dính
Bô La Băng trong pha đó thì chẳng cái gì cứu được anh ta cả, cứu cánh không được, không đủ thời gian để có thể dứt điểm. Morgan sẽ không thể phòng ngự được cái trụ này bởi vì đối phương có tới 2-3 người ở cánh trên. Anh ta sẽ lùi về một nhịp, đồng đội của anh ta thì đã xong con rồng nguyên tố thứ 3. Ba rồng nguyên tố cho Brion, họ đang tiến rất gần tới linh hồn rồng lửa. Morgan đi một đường khá nguy hiểm. Anh ta sẽ ôm trụ nhưng lần này không đơn độc nữa, Blue đã có mặt. Bô La Băng nó không trúng vào người của Morgan, anh ta chỉ bị làm chậm mà thôi. DNDN vẫn tiếp tục tiến lên, thanh trừng được đẩy ra nhưng Morgan đã lùi về được. Trong cái khoảng thời gian rảnh này thì Karis đang đẩy ở khu vực đường dưới và Morgan đang rất tự tin tiến lên, tốc biến né khỏi cầu sấm. Cực kỳ tự tin từ bên phía của Brion nhưng mà phải có cơ sở nha. Những cái pha như vừa rồi mất tốc biến, mất đi những cái phép bổ trợ quan trọng thì thật sự là hơi nguy hiểm. Như cái pha trước đó ở đường giữa cũng tương tự là như vậy. Karis quyết định nhảy lên để có thể dọn lính và anh ta cũng đã mất tốc biến. Và Morgan nhảy lên bật chiêu cuối chặt và cũng đã mất tốc biến. Cũng rất tuyệt vời rằng là Brion họ cũng không cần phải cạnh tranh bất cứ mục tiêu nào ở thời điểm hiện tại. Chứ nếu không thì cũng sẽ hơi đáng lo. 19 phút, tốc độ ăn rồng của Brion cũng khá là nhanh ở trong ván đấu này. Linh hồn rồng lửa với một đội hình hai xạ thủ và đặc biệt là cả trong đường trên nữa sẽ rất mạnh. Bây giờ họ phải đặc biệt kỹ. Một trong những vấn đề mà Brion đã thể hiện ở trong cặp BO3 này là trước những mục tiêu lớn thì họ hay có những pha phạm sai lầm để rồi nằm xuống lẻ. Thì nếu như có thể hạn chế điều đó hoặc thậm chí là họ bắt Sylvie, rất tự tin, định mệnh vây gọi vẫn có. Ulu đang từ từ di chuyển thôi, anh ta cũng không phải sợ hãi lắm. Nhưng mà anh ta né nhẹ một cái thì Envy dính một cú cầu sấm thẳng vào đầu. Các thành viên bên phía Brion họ sẽ lùi về thôi. Họ đã có cho mình cái nhịp đẩy ở khu vực đường trên rồi, họ không cần phải dấn lên làm gì nữa. Bên phía Nông Chim họ cũng không có cái thế để có thể tiến ra đây. Và với chỉ có một sâu hư không thôi, nhưng mà chúng ta thấy rằng là cái sức mạnh của hai xạ thủ đang được phát huy một cách tối đa. Khi mà bên phía Brion họ đã lấy về cho mình tới tận 3 công trình, họ đang có cho mình cái khả năng kiểm soát rồng tốt hơn. Vẫn là một ván thi đấu tích cực. Với cái chênh lệch về lượng kinh tế là khoảng tầm 2.000 ở phút thứ 20 này, liệu rằng bên phía Brion họ có muốn đẩy nhanh hay không mà thôi. Cái khả năng đẩy trụ của Karis là tốt, nhưng quan trọng là sẽ chờ một cái nhịp để cho Karis rồi lại dịch chuyển. Sau đó thì cứ để Karis lại ở khu vực đường trên, rồi Brion họ tiến ra khu vực hàng rồng họ kiểm soát, chờ khi giao tranh nổ ra thì Karis sẽ dịch chuyển trở lại. Đúng là như vậy, chỉ cần đảm bảo rằng họ giữ áp lực ở cánh rồi sau đó hội quân ở khu vực hang rồng, phải đủ người nha. Tại vì thực ra nếu như đội hình của bên phía Brion thực ra cũng không phải là đội hình giao tranh quá mạnh so với lại bên phía Nông Sim, tại vì Nông Sim có tới 2 vị tướng chống chịu, thì nếu như muốn giao tranh vẫn sẽ phải có đủ thành viên từ bên phía của Brion ở khu vực hang rồng. Thì Karis sẽ đẩy cánh nhưng cần phải dịch chuyển về sớm một tí để có thể lấy thế cùng đồng đội, tại vì linh hồn rồng lửa nó sẽ là điều kiện thắng của bên phía Brion. Đội hình có hai xạ thủ và Atrox thì linh hồn rồng lửa sẽ đảm bảo được rằng cái lượng sát thương của Brion là dồi dào và chỉ cần kiểm soát được nó thì họ sẽ có ván đấu trong tay. 2 phút nữa thì giờ mới có mặt ở trên bản đồ. Vậy nên cái khoảng thời điểm hiện tại thì bên phía của Brion cũng như là Nông Chim sẽ cố gắng tập trung farm và đẩy đường mà thôi. Cũng chưa thể nào có được những cái tác động vào các công trình, bởi vì khi mà vào từ trụ 2 rồi và trong phần rừng nó tối thui tối mù như thế này thì Karis với Trista cũng sẽ không dám quá là tự tin để có thể lao lên. Và lại là câu chuyện bãi chim, lại là câu chuyện từ bãi chim ra, thanh trừng được xây rất đau tới từ Jigu vào người của Envy và Polu, nhưng mà sẽ vẫn có thể bấm biến trở về nhà hồi phục lại được mà thôi. Envy và Polu đang là những người đứng rất là cao và họ đã bị cấu máu khá nhiều bởi Jigu. Thời điểm này cũng chưa phải là quá nguy hiểm, 1:30 nữa rồng ra, họ vẫn có thể về. TV đang lượn lượn trong khu vực bùa xanh của Brion nhưng sẽ không có bùa xanh, anh ta cũng không có thời gian trốn để mà ăn cóc. Vẫn phải đảm bảo tầm nhìn ở khu vực hai mục tiêu. Lượng tiền vừa được xài thêm từ bên phía Brion, như vậy là 2 trang bị lớn đến từ 2 xạ thủ của Brion. Tương tự như vậy thì Nông Sim cũng có 2 trang bị lớn. Còn Lucian của Jiwoo, nó lên trang bị thật ra cũng giống với những gì mà Envy đã lên ở ván 2. Nhưng mà nãy giờ cái khác biệt ở đây là anh ta tìm được những mục tiêu mềm của bên phía Brion khá nhiều. Envy Bolu đang đứng trước mối đe dọa của Jiwoo khá nhiều. Thì cái lượng trang bị này vẫn đủ để gây sát thương vào những vị tướng máu yếu. Vâng, đúng là như vậy ạ. Jigu đang có những cái cú thanh trừng nó tốt hơn so với cả Envy ở bán thiếu trước. Nó vào rất là đúng người. Và chưa kể rằng là nếu như mà bên phía của Nông Chim họ muốn cấu rỉa thì họ vẫn sẽ còn đó là Côn Mi nữa. Với 2 món trang bị lớn ở trên người của con tướng Jace này rồi, thần kiếm Muramana cũng đã được tích thành công. Và Nông Chim thì với cái sức đẩy của Lucian đang như thế này, họ cũng đang duy trì được một cái áp lực rất là lớn ở khu vực đường giữa. Cái sự tự tin từ Jigu nó là như vậy đó. Anh ta lướt lên anh ta và rồi mở giao tranh. Người lao vào đó chính là Polu. Chiêu cuối của Gideon được tung ra và giữ cho lại thành công một người rồi. Đó là tất cả mọi thứ được thảy vào vị trí của Sylvie. Sylvie vẫn đã rút ra được. Bên phía kia Morgan đang hơi đơn độc. Morgan đã phải nằm lại.
Peter đang bày bỏ chạy. Peter nằm với sát thương tới từ Karis. Envy vẫn đang cố gắng nhảy nhót. Anh ta chưa gây được quá nhiều sát thương, nhưng Karis thì có. Và đó là một đổi một. Người chơi đường trên của Brion đổi lấy người chơi hỗ trợ của Nông Sim. Tài nguyên của Nông Sim họ liệu rằng còn hay không đây? Họ không còn Bola Mahan, họ không còn Thanh Trừng. Họ sẽ phải bỏ con rồng này hay chăng? Không, dịch chuyển trở lại để tiếp tục giao tranh. Sylvie đang là người đi đầu, anh ta sẽ cần phải cẩn trọng. Anh ta đã mất hơi nhiều máu. DNDN tới với đầy cây máu, sóng âm rất là sức mạnh, cầu sấm rất là đẹp. Rồng đã có thì Virion, nhưng mà Noxy họ tràn vào, họ giữ được chân cả bốn người, nhưng Envy bắn rất thoải mái cùng với cả Karis. Bây giờ DNDN đang gặp nguy hiểm, anh ta bị mất quá nhiều máu, anh ta không chịu được nữa rồi, anh ta buộc phải ở lại để đồng đội mình về mà thôi. Tình huống giày vò thành công, đảm bảo được con rồng và linh hồn rồng lửa cho bên phía Brion đã giúp cho họ có pha giao tranh 4 đánh 4 rất thoải mái. Sau đó khi mà đối phương tràn vào, lượng sát thương trả ngược lại của Envy và Karis là cực kỳ nhiều. Họ có được thêm một mạng hạ gục nữa và họ chạy thẳng về phía khu vực hang Baron. Sylvie vẫn đang còn ở đây, anh ta sắp hồi lại bola băng của mình. Chiwu cũng đang cố gắng bắn, nhưng anh ta đi đúng vào chỗ của Morgan đang đứng đợi và bắt buộc phải tốc biến bỏ chạy. Morgan bị dính thanh trừng, đang phải lui nhẹ ra, nhưng khoảng trống mà anh ta đang cầu kéo giúp cho đồng đội của mình có thể ăn Baron. Nhưng vấn đề rất quan trọng, phải đảm bảo được rằng với giày vò và trừng phạt họ phải giữ được Baron. Ôi! Không làm được điều đó. Trời ơi, không thể tin được. Brion, Nông Sim mới là người có được Baron và lại là Sylvie. Chúng ta lại phải gọi tên Sylvie trong trận đấu ngày hôm nay. Một trận đấu, một cái ngày thi đấu xuất sắc của Sylvie đang giúp cho Nông Sim giữ lại cơ hội. Đây là tình huống giao tranh trước đó. Morgan lao vào tuyến sau nhưng Jigu được bảo kê rất tốt tới từ Conmi. Nguồn sát thương gây ra là vô cùng nhiều và Morgan đã phải nằm xuống. Rồi các thành viên về phía Brion họ tràn lên giao tranh ở khu vực hàng rồng và họ thành công với con rồng này. Và khi Nông Sim tràn vào thì Brion đơn giản là họ đánh bật ngược trở lại thôi. Cầu sấm tung ra là khá đau, nhưng với nguồn sát thương rất là dồi dào thì không thể nào mà Conmi có thể chịu được. DNN cũng tương tự là như vậy, anh ta cố gắng để có thể che cho Jigu, nhưng Jigu với sải tay qua ngang, anh ta không thể gây sát thương vào người Gideon được. Họ đã có một vài giao tranh thành công, họ di chuyển với Hammeron, quyết định này vẫn là chính xác nha. Nhưng mà cú trừng phạt còn 133, xong rồi mất thêm 50 máu nữa, 73 máu. Mất Baron rồi à? Có phải là Morgan hỏi thế không? Tôi không biết là Morgan hỏi cái gì trong cái pha vừa rồi nữa, nhưng mà thật không thể tin được. Chắc với... Không sao. Không sao đâu à? Không sao đâu à? À, tôi cũng không tới nỗi nào, tại vì cùng lắm thì đợi đối phương hết vụ lại Baron thì lấy lại thế đẩy. Để coi với bùa lệ Baron thì bên phía của Nông Sim họ làm được những cái điểm đặc biệt gì đây. Gideon mở giao tranh, nạn nhân đó chính là Jigu. Jigu bấm thanh tẩy rất nhanh chóng, ta rút về được rồi. Sẽ bị dính bắt tay không đây? Không, có sóng thần tung ra để có thể bảo kê. Hợp chất điên loạn, ôi không bám mà được rồi. Bây giờ là Morgan tới, thủy ngục chính xác tới từ Peter. Tỷ lệ thủy ngục của Peter đang là rất cao ở trong cái trận đấu này. Tình huống xử lý vừa rồi thì Morgan là người cũng đánh không tốt lắm, tại vì đối phương đã đứng trước mặt anh ta có tốc biến, nhưng mà cú combo đầu tiên của Morgan nó không trúng cái gì cả. Quy không trúng, xin xích không trúng, nó khiến cho pha lui về của Nông Sim cũng dễ dàng hơn. Và bên phía của Brion họ mất hai tốc biến nha. Gideon thì có một pha tốc biến nhìn nó cũng hơi buồn cười một tí, thoát khỏi đại hồng thủy đẩy lại. Sau đó thì bên phía Morgan cũng mất tốc biến khi cố gắng giữ chân đối phương lại, nhưng mà ít nhất là khoảng thời gian bù lại Baron của bên phía Nông Sim đã sắp trôi qua và chuẩn bị tới lúc bên phía của Brion sẽ giành lại được cái thế chủ động. Nông Sim cũng đã làm tốt, họ đã có cho mình được thêm một công trình ở khu vực dưới của bản đồ để có thể cân bằng tỷ số về lượng trụ so với cả Brion bên phía bên kia. Thì cũng chỉ đơn giản là hai đội đều mất đi cho mình những cái dàn trụ một mà thôi, và câu chuyện nó sẽ chuẩn bị được dịch chuyển xuống khu vực hang rồng ngàn tuổi với khoảng tầm 2 phút nữa là có mặt ở trên bản đồ. Và bây giờ thì khi mà không có mục tiêu thì hai đội cũng sẽ bắt đầu đánh chậm lại một chút, sẽ cần thêm một vài cái ngưỡng trang bị tới từ Envy này. Envy anh ta đang chờ món trang bị thứ ba, đang rất là cố gắng để có thể farm thêm. Nhưng mà với bộ lợi Baron như thế, bộ lợi Baron vừa mới hết xong, Envy rất là kịp thời có mặt ở đây để có thể dọn dẹp thật nhanh cái đợt tính này. Nãy giờ thì bên phía của Brion đã không đẩy được ở các đường cánh, và khi mà di chuyển ra khu vực đường giữa để Aram thì đội hình của họ nhìn là thấy là Aram yếu hơn một tí so với lại Đông Sim rồi. Bên kia thì Lucian cấu máu được, Jay cũng cấu máu được, thì đó là điều khiến cho Brion đang gặp khó khăn trong việc nhảy múa trước mục tiêu. Con Lucian này của Di Đông đã bung chiêu cuối ra, tìm ai không đây? Sylvie là người đang bị giữ chân lại, vẫn tiếp tục là một con Zeoni. Sau đó Morgan áp lực vào tuyến sau, tuy nhiên họ không đủ sát thương dứt điểm Sylvie. Ôi thôi xong rồi,
Và bây giờ là DNN tới, anh ta gom được một người là Karis. Karis dính thủy ngục, anh ta kịp thời giải vây để có thể thoát lui. Và Nông Sim cũng đã mất rất nhiều máu, họ buộc phải lui về. Liên tiếp là những pha giao tranh nổ ra và chúng ta thấy rằng là có vẻ như cái linh hồn rồng lửa nó đang không thực sự giúp cho Brion thì phải. Họ vẫn thiếu đi một chút cái nguồn sát thương dứt điểm. Pha vừa rồi Morgan chặt quy rất là tốt nha, DNN vào rất là tốt luôn. Anh ta tìm được Karis, nhưng Morgan cũng đã có một tình huống quỷ kiếm đắc kim để chặn đường vào của phần còn lại Nông Sim, hạn chế bớt lượng sát thương mà đồng đội mình phải chịu. Chúng ta cùng xem lại tình huống mà Morgan đã áp lực vào tuyến sau. Nhưng mà CV sau cái loạt CC đầu tiên thì anh ta cũng không gặp nhiều nguy hiểm lắm. DNN lao vào. Đây, Morgan đã có một cú chặt quy rất quan trọng trúng ba người của đối phương. Chứ nếu không thì chắc là bên phía Brion cũng đi hai rồi đó. Vẫn đang rất là căng thẳng, mới chỉ là phút thứ 29 của ván thi đấu này mà thôi. Nhưng mà đúng thật là cả hai đội tuyển đang thi đấu cực kỳ là cởi mở, sẵn sàng băng bổ vào những cái pha giao tranh. Bên phía của Nông Sim họ không có bất cứ một con rồng nào cả, nhưng họ tự tin rằng là nguồn sát thương của họ là không hề bị thiếu hụt. Họ tin rằng là với những cái pha cấu diệt tầm xa tới từ Konmi, với cái pha băng bổ vào của DNDN thì khoảng trống dành cho Jigu vẫn sẽ có. Và bây giờ thì cả hai bên đang tiếp tục dàn thế trận ở khu vực đường giữa này. Và cầu sấm tung ra, Karis là người dính tương đối đau đó với cái lượng trang bị này trên người của Konmi. Vị trí của Morgan thì anh ta nếu dùng cú lướt qua tường thì không biết có bắt được ai hay không. Ui. Cầu sấm đã trúng, là băng tung thẳng vào đầu của Karis. Ôi, MP cũng hết máu. Cú cánh này làm sao mà cứu được đây? Trời, hiện nguyên hình rồi anh Long ơi. Dông ngàn tuổi, dông ngàn tuổi vừa mới có mặt luôn anh Luân ơi. Hiện nguyên hình rồi. Karis là người dính cái bộ la băng, sau đó thì Envy là người nằm xuống. Mất rồng thôi chứ sao bây giờ làm sao mà cướp được. Gideon không có tốc biến. Hay quá, nó cứ kỳ kỳ. Kịch bản. Ôi, có cho mình linh hồn rồng lửa rồi. Nhưng mà con Jace của Konmi đáng sợ quá. Cái pha cầu sấm của anh ấy dính hơi nhiều. Mà lại toàn dính vào Karis, mới Envy mới đáng sợ chứ. Nếu như mà dính vào Gideon thì không sao. Có chuông bảo hộ mà đúng không ta? Cái chuông bảo hộ Mikael. Vâng, có chuông bảo hộ của Polu. Để xem liệu rằng là có giải chuông nhanh không. Vị trí của Polu ở đâu? Ngay cạnh luôn mà, Polu đứng ngay cạnh luôn. Bồ là bằng là đây. Ôi, không giải. Ai à. Còn cứu được không ta? Ôi, mất hết luôn, mất hết luôn à? Mất hết luôn à? Ôi, xem một cái replay xong là cũng không còn Baron để cho Brion họ ra họ ăn luôn. Camera vừa để ở Jigu mà cho chúng tôi xem lượng trang bị của Jigu nào. Jigu đã có cho mình trước đó là 3.5 nếu mà tôi nhớ không nhầm. Pha giao tranh thắng vừa rồi giúp cho kinh tế của Nông Sim họ là trở thành người dẫn trước luôn. Và ơi, vẫn là 3.5 à, chưa thực sự lên nhiều cho lắm. Nhưng mà hai cái bùa lợi này của Nông Sim ngay lúc này thì dù có linh hồn rồng lửa thì bên phía của Brion cũng không thể nào làm gì được, bởi vì họ sẽ bị thua hoàn toàn về mặt sát thương khi mà đối phương có cả Baron lẫn rồng ngàn tuổi như thế này. Morgan đang cố gắng để lẻ cánh. Hơi khó. Thật sự là tầm này thì cũng nổi hết cả da gà lên thật luôn. Nửa cây ạ. Một pha cầu sấm nửa cây tới từ Konmi. Đây là Konmi 3 món trang bị lớn. Anh ta cũng đang tích cho mình một cái lượng kinh tế ở trên người cũng khá rồi. Và với bùa lợi Baron này thì Nông Sim họ đã nâng cái tỷ số về trụ lên thành là 5-3. Chiêu cuối của Gideon tung ra để có thể bảo kê mà thôi. Nhưng mà chuẩn bị ăn cầu sấm này. Khoan đã, từ từ. Konmi đang ở đâu? Konmi đang ở đứng giữa. Anh ta đang nhận nhiệm vụ là đẩy. Và với Jay thì đẩy rất là nhanh. Tại còn có 4 sâu hư không nữa. Hết rồi. Nhìn thế này thấy là cơ hội dành cho bên phía của Brion đã hết. Những nỗ lực trong khoảng thời gian ban đầu của khu vực cánh dưới cũng không giải quyết được cái vấn đề của họ giai đoạn giữa. Ujiwu của La Băng đã tung vào. Lần này thì chuông bảo hộ Mikael đã tung ra. À, và Lu kêu là cái chuông này chỉ dành cho một người thôi. Cho ông Karis, ông Envy thì dính bộ la băng ráng chịu. Chỉ dành cho Morgan ở chuông này là chuông bảo hộ Morgan, chứ không phải chuông bảo hộ Mikael. Đây là đây. Chặn được. Dịch chuyển trở lại tới từ Aatrox của Morgan. Nhưng mà Gideon nằm xuống nhanh quá. Morgan vòng ra phía sau. Chặt 3, chặt 7. Morgan chặt hết. Chặt tất cả mọi người. Sát thương nhồi vào là rất nhiều. Morgan vẫn còn đang sống. Nông Sim họ phải cắm đầu cắm cổ bỏ chạy. Họ thấy con quỷ kiếm này quá đáng sợ.
Anh thấy chưa? Cái chuông bảo hộ đó nó phải dành cho đúng người. Phải là người đó thì cái chuông đó nó mới có tác dụng. Hồi nãy là Balu đã cố bấm rồi nhưng mà nó không có tác dụng vào Caris. Và Morgan đã có một pha dịch chuyển chặn sâu. Mặc dù chặt thì cũng không hết lắm, chặt vẫn còn một vài mạng còn sót lại, nhưng ít nhất là đã đem lại cơ hội cho bên phía của Brion. Đáng tiếc là DNDN đã có một pha xử lý tốt, dùng cái khô máu để làm chậm Morgan lại một nhịp, tránh một pha có được thêm mạng reset để cho Karis có thể nhảy tới tiếp. Thật ra là cái pha vừa rồi là nông sim, họ cũng phải đổi rất nhiều tốc biến để né khỏi cái cú Q3 của quỷ kiếm Darkin đó. Chứ nếu không nhiều khi là chặt phăng hết đội rồi. Cầu sớm, chính xác. Nguồn sát thương vào người Karis thì nó cũng không được dồi dào cho lắm, giống như là vào người của Envy. Nhưng mà với con Jayce đang khỏe như thế này thì bên phía của Nongshim họ vẫn sẽ có thể tự tin được mà thôi. Ở trên bản đồ đang không có bất cứ mục tiêu nào cả, nhưng cái nhịp đẩy của bên Nongshim đang rất là tốt. Và họ đang muốn lấy về cái trụ ngoài cuối cùng của bên phía Rion. Rion đứng lên rất là cao, rất tự tin. Và không có gì nguy hiểm cả, may mắn là như vậy. Bây giờ thì nếu như anh ta bước cao như vậy sẽ rất là nguy hiểm. Khi mà toàn bộ đội hình của Nongshim đã tới, bộ lo băng được tung ra. Đó là Blue mà thôi, cũng không nguy hiểm lắm. Đã xong một cái mối nguy đầu tiên mà bên phía Brion phải đối mặt. Nhưng mà đợt lính siêu cấp ở đường giữa, Atrop của Morgan sẽ phải di chuyển về phía khu vực đường giữa để chặn lính. Còn Jiwoo thì đang bấm bê thẳng về nhà luôn rồi. Các bên phía của Nongshim thì họ cũng cố gắng gọi là trao đổi một vài chiêu thức để có thể câu kéo thêm thời gian mà thôi. Tầm này thì giao tranh nó cũng không thực sự có ý nghĩa gì cho lắm. Nếu như họ có được một cái thế mà nó phải thật sự là có lợi cơ thì họ mới sẵn sàng tràn lên để có thể tìm kiếm câu endgame. Còn nếu không thì cứ chờ. Rồng ngàn tuổi sẽ là mục tiêu đáp xuống đất trước khoảng tầm 40 giây cách biệt so với cả con Baron. Thì đây sẽ là một cái điểm nóng mà bên phía Nongshim họ chuẩn bị tập trung vào. Tôi không biết là họ có di chuyển ra được khu vực hang rồng hay không, bởi vì bây giờ tầm nhìn thì rất là hạn chế. Họ đang phải lò dò bước về phía những cái bụi. Và những cái bụi cây này không chỉ biết nói mà nó còn biết bắn cầu sấm nữa. Đây, con Mi đang đứng ngắm nghía. Nhiều bụi cây nguy hiểm lắm. Từ bụi cây có thể bay ra cả cầu sấm lẫn bô lô băng nữa kìa. Bên phía Đông Sim họ đang càn quét hết tất cả cái lượng tầm nhìn rồi. Họ đang cố gắng đi lò dò quanh những cái bụi này để xem là còn con mắt nào hay không. Cầu sấm. Rồi, 1/3 cây của Envy. Chất lượng hơn so với cả vào người của Karis. Đây sẽ là một cái nhân vật mà bên phía của Konmi cần phải để ý tới khi mà anh ta tung ra cho mình những cú cầu sấm. CUV sẽ lui về được trong pha này. Cầu sấm tung ra tiếp. Karis anh ta vẫn có cho mình một cái lớp giáp để có thể không bị mất những cái lượng máu thực. Nhưng mà Gideon cũng đang bị cấu máu rồi. Những cái phát đạn tới từ Jigu cũng là khá đau rồi. Mà Jigu đang là người gây sát thương thứ hai trên toàn bản đồ sau Konmi. Cầu sấm đẹp quá. Envy đau. Thanh Trừng tung ra Polu tốc biến và bố la băng hàn vào người Karis. Karis vẫn đang có thể về được và mất đi một vài chiêu thức để có thể giao tranh rồi. Nhưng cầu sấm thì vẫn còn. Polu tiếp tục là nạn nhân. Những pha cầu sấm đang cực kỳ có chất lượng. Và Gideon may mà có dây chuyền, chứ nếu không anh ta có thể nằm lại trong cái pha đó. Và Nongshim họ đang giao tranh lùi rất hay, bởi vì những pha cầu sấm như vậy, ui trời ơi, nó đau thấu xương thấu thịt luôn. Một phát nữa phải có định mệnh mới gọi để cứu, nhưng mà không dám vào để cứu. Pha đó là tôi nghĩ rằng là để cứu Polu á, để phòng của Polu ăn cầu sấm á. Và đây rồi, Nongshim Red Force họ đang chờ tới cơ để thế giới. Ấy, dịch chuyển đánh nhà. Rion đang ở hang rồng hết rồi. Rion đang ở hết rồng hết rồi. Đánh nhà cho anh. Đánh nhà cho anh. Có người về. Nhưng Gideon đã nằm, Jigu bắn rất thoải mái. Bên phía bên kia Envy cũng tương tự là như vậy. Ở hang rồng thì là 2 đổi 2. Bây giờ Konmi đang quay trở lại. Con rồng nó mất kiên nhẫn, nó hồi lại máu. CUV của Jigu quay ngược trở lại. Peter đang có mặt ở đây. Và Konmi đang tới sẽ là rồng dành cho Nongshim. Rất căng thẳng và Nongshim là những người đã vượt lên dẫn trước ở vào phút thứ 37 này khi họ lấy được thêm một trụ bảo vệ nhà chính nữa. Và thậm chí là đập cái trụ bảo vệ nhà chính. Cái gì đấy? Jiwoo là người đang bị giữ chân lại nhưng Envy không đủ sát thương. Ôi. Hết rồi. Xong rồi đó, hết rồi. Rồi, camera của sẽ không có thắng lợi thứ tư cho Brion mà chỉ có thắng lợi thứ ba cho Nongshim mà thôi. Konmi lao vào chuyển dàn búa đẩy Karis ra. Jiwoo là người bắn tiếp và linh hồn rồng ngàn tuổi được kích hoạt đem về điểm hạ gục. Nhưng Gideon lao ra, anh ta dứt điểm được một mạng, lấy 600 vàng nhưng cũng phải trả giá ngay lập tức, quét sạch dành cho Nongshim. Câu thêm một chút thời gian mà thôi, nhưng bây giờ khi mà Cassante của DNA quay ngược trở lại thì một mình Morgan có đủ hay không đây? Morgan đang rất nỗ lực để phòng ngự. Nhưng mà Konmi với Peter bảo ra là không cần, chúng tôi đánh nhà, chúng tôi không đánh người nữa.
và Nông Sim, họ sẽ... Ôi từ từ khoan đã, con mi mất quá nhiều màu. Nỗ lực trong tuyệt vọng của Morgan không cứu được ván đấu cho Rion. Và chính thức thì Nông Sim đã có thể tạm coi là gạt giò thành công. Họ thắng lợi này sẽ không cho phép họ vào playoff, nhưng họ sẽ chấm dứt hy vọng của Rion ở tại LCK mùa xuân 2024 này trước khi tuần thi đấu cuối cùng vòng bảng diễn ra. Vâng ạ, và đó là chấm dứt hoàn toàn rồi thưa quý vị và các bạn. Ok, CB Bank Rion sẽ chính thức không còn tấm vé tới với top 6 của LCK mùa xuân 2024 nữa. Và Nông Sim Red Force thì họ cũng đã ngắt được thành công chuỗi 7 trận thua liên tiếp của mình bằng một chiến thắng cũng vất vả nhưng mà là hoàn toàn xứng đáng. Xin chúc mừng đoàn quân của huấn luyện viên Shelly.